Trong những năm gần đây thì người dân có xu hướng tham gia vào các gói bảo hiểm sức khỏe. Ngoài mục đích là được chi trả viện phí, nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế cao cấp đang được nhiều người hướng tới. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường YouGov, đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho người dân cân nhắc sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhiều hơn. So với trước đây, 26% người tiêu dùng Việt Nam đã tăng tần suất mua bảo hiểm. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của người dân trong tình hình dịch bệnh, mới đây, Bảo Việt Nhân Thọ, công ty bảo hiểm có thị phần lớn nhất Việt Nam, đã cho ra mắt sản phẩm An Vui Sống Khỏe, gia tăng lựa chọn cho khách hàng và gia đình trong giai đoạn phòng dịch. An Vui Sống Khỏe mang đến quyền lợi chăm sóc y tế toàn diện với mức bảo vệ lên đến 1 tỷ đồng một năm, bao gồm quyền lợi nội trú, ngoại trú, thai sản, đồng thời chi trả cả ung thư, cấy ghép nội tạng. Đặc biệt, khi không có yêu cầu bồi thường, người tham gia được giảm phí lên đến 15% cho năm tiếp theo.